sự cố thôi, cũng còn được một ít nè con. Thôi bà cô đi trước nha. Bà cô đứng lại đợi một bánh cho hai đứa con. Màu xanh và màu hồng nữa. Bây giờ ba bạn Tem Hoàng Kim, Gia Hân và Bắp nha, sẽ chọn ba con cá mập đây. Có bạn nào thích những con cá mập này không? Các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký ủng hộ cho Hoàng Kim nha. Cảm ơn. Chị mãi được tôi đi hai. Các bạn ơi, hình như là hai em nhỏ đó đang không mở được bịch bánh thì phải. Bây giờ mình sẽ là đẳng xem hai em đó có cần mình giúp đỡ gì không nha. Hai đứa có cần cô giúp cái gì không? Con không xé được bọc bánh, cô xé giùm con với. Cái này chim nhỏ với bà cô, để bà cô làm giùm cho. Rồi rồi, tới công chuyện này. Cái này là sự cố thôi, cũng còn được một ít nè con. Thôi bà cô đi trước nha. Bà cô đứng lại đợi một bánh cho hai đứa con. Các bạn nhớ bấm like đăng ký cho mình nha. Bây giờ mình phải chạy thôi. Bà chủ, bán cho tôi ba con cá mập. Bán cho tôi ba con cá mập. Ở đây, tôi bán điện tập quá chứ phải bán hải sản đâu mà kiếm cá mập. Gì vậy bà, tôi nói cá mập này nè, một con bao nhiêu tiền? Mấy con cá mập này đây hả? Vậy mà nãy giờ làm hết hồn hết vía hết trơn, tưởng cá mập gì ở đây? Mấy con đó thì một con 15.000, mua một chục con thì 150. Vậy mà mua một chục con đâu ngại mẹ. Được đó, mua một chục cho lời các con ơi. Mấy con cá mập này dễ thương lắm nghe các bạn. Các bạn bóp thì nó thể đưa cái đầu ra và nó thể cạp lại được nữa nè. Nhìn rất là dễ thương luôn. Nó có hai màu xanh và màu hồng nữa. Bây giờ ba bạn Tem Hoàng Kim, Gia Hân và Bắp nha, sẽ chọn ba con cá mập đây. Có bạn nào thích những con cá mập này không? Các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký ủng hộ cho Hoàng Kim nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.